Chào mừng các bạn đến với laptop sateshop.com. Tôi là Đặng Thi. Trong năm nay chúng ta đang tìm cho mình một trong những chiếc laptop hàng đầu thế giới. Mình xin giới thiệu với các bạn trước mặt chúng ta ngày hôm nay mới về một sản phẩm rất là hot tại laptop Satay. Đó là chiếc MacBook Pro 15 inch thuộc 2017. Đây là một trong những phiên bản rất ấn tượng của hãng Apple vì họ đã nâng cấp lên giải Touch Bar rất đẳng cấp, có thể gọi là hàng đầu thế giới. Một số mẫu laptop hiện giờ vẫn chưa ứng dụng vào. Xin được chia sẻ với chúng ta thêm về những cái ứng dụng mới cũng như là chúng ta sẽ tham khảo cho cái đánh giá về chiếc MacBook Pro này nhé. Đầu tiên thì chiếc MacBook Pro này vẫn giữ trên mình một cái đường nét rất là quen thuộc, toàn bộ khối hợp kim rất là đầy và trái táo rất là duyên dáng, màn hình lớn 15 inch. Họ luôn luôn sử dụng cái màu đơn giản để cho chúng ta dễ dàng chọn lựa, không đi những cái màu tối nhiều. Thông thường thì chỉ có màu bạc, màu trắng, màu đen và màu gold thôi. Có thêm những một mô số màu rose dành cho các bạn nữ. Ở đây chúng ta thấy một màn hình gương tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ xem cấu hình của máy từ đây. Các bạn dành không có rành về cái máy dòng Mac á, tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn nhé. Bạn hãy vào trái táo About This Mac. Rồi từ đây sẽ sổ ra cái cấu hình cơ bản ở phần nhỏ này. Chúng ta cũng có thể đọc được sơ sơ cấu hình, ví dụ như là MacBook Pro 15 in 2017 nè. Đây là dòng 2 Serie đó. Rồi hiện tại là con chip của nó là 2GB9 Core i7 với cái RAM, đây là memory nè, 16GB. Ở đây họ ghi là cặp màn hình HD Graphics 630x1536. Chip MacBook này là có hai cặp màn hình, vừa onboard vừa cặp màn hình. Rồi chúng ta muốn xem thêm thì chúng ta hãy vào cái nút System Report. Rồi ở đây chúng ta những cái tất cả những cái gì họ có, họ ghi rất rõ đây, thì chúng ta sẽ xuống cái ô graphic này. Chúng ta sẽ thấy ở đây máy có hai cặp màn hình, một cặp màn hình onboard là HD graphic 630 và bên dưới là một cặp màn hình Radeon Pro 560 và thông số của nó là ở đây luôn nè. Thì với cặp màn hình này thì các bạn hết sức an tâm rằng chúng ta sẽ chơi game được, thiết kế đồ họa rất là tương đối. Nói chung thì không phải là quá xuất sắc về các màn hình, nhưng nó vẫn đáp ứng được tốt những cái yêu cầu chúng ta khi chúng ta sử dụng những phần mềm như Photoshop, AutoCAD. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn xem ổ cứng thì đây, nhấp vào Storage, chúng ta sẽ thấy là cái dung lượng ổ cứng là 552 ghi của cái dòng này, dòng SSD này. Đó. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng dòng 2017 này đã cải thiện hơn dòng trước. Một cái điểm rất đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây là cái dãy Touch Bar, có nghĩa là cái dãy phím mà cảm ứng. Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là nút Power là ngay chỗ bên tay phải tôi, thì nó chúng ta nhìn thoáng chúng ta không thấy luôn. Thực tế nó là một cái nút Power và kim là nút để password, vân tay. Và cái Touch Bar này nó sẽ hiển thị thay đổi theo cái nội dung mà chúng ta cần đang vào. Ví dụ hiện tại thì nó sẽ chuyển cái màu rất là đơn giản, là chỉ có những cái ký hiệu như là tắt mở âm thanh hay là lo lớn nhỏ. Nhưng mà sau khi nhắc Next nó sẽ sổ ra thêm những cái cấu trúc khác nhau, hay là để cho chúng ta chấm cho giải trí, tăng giảm ánh sáng hay là sáng tối giới hạn của cái nút này là gọi là đèn bàn phím nè, còn đây là ánh sáng nhé. Rồi bắt đầu ví dụ như thế, bắt đầu nếu chúng ta vào trong, chúng ta thấy ở đây cái bàn phím sẽ nói thêm một loại bàn phím phải nói rất là hay, họ đã ứng dụng từ 2017 vào là bàn phím vẫn đạt được độ hiệu quả nhưng họ làm thấp hơn, sát hơn. Đây là một trong những cách mạng lớn của ngành công nghệ. Phải nói rằng hãng Apple rất chịu chơi và tạo ra cho mình những cái ý tưởng táo bạo lắm, rất táo bạo, và tôi thích điều này. Dĩ nhiên là họ rất thành công, đúng rồi. Họ dồn hết lên trên là chúng ta có một cái khẳng tay rất rộng và một cái touchpad vô cùng lớn, lớn hơn thông thường, nhưng mà chúng ta vẫn gõ được một cách tốt đẹp. Đó là một điều rất là khó khi thiết kế. Rồi ví dụ ở đây khi chúng ta nhấp vào, chúng ta thấy không, khi tôi nhấp vào một cái Safari thì ở đây nó sẽ chuyển đổi
cho chúng ta thấy rằng một dải màu. Đây là một dải màn hình OLED rất độc đáo. Và chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ chúng ta nói là chúng ta vào Facebook hay là chúng ta vào Google thì nó sẽ chuyển đổi lên luôn luôn ở đây. Dù rằng trên đây là không cảm ứng nhưng chúng ta có cảm giác như rất là dễ chịu, giống như nó có thể là tìm kiếm nhanh để giúp chúng ta trải nghiệm thêm. Là chúng ta có thể thấy là hàng loạt các thương hiệu lớn đến từ các hãng như là Yahoo hay là Cloud hay là Facebook, Twitter, họ đã mướn trước chúng ta như vậy, rất là tuyệt vời. Ví dụ chúng ta sẽ vào YouTube nhé. Đấy, thì ngay khi chúng ta vào YouTube thì họ đã chuyển đổi cái này thành là search, đúng không? Đó là tìm kiếm Google. Đó. Gần như là nó trợ năng cho cái màn hình trên. Rất là hay. Có cảm giác gì đó chúng ta thích thú vô cùng khi chúng ta có thêm một cái công cụ hữu ích. Và tôi dự đoán rằng tương lai thì các cái hãng sẽ phổ biến cái này. Có thể họ sẽ làm lớn hơn. Hiện tại nó làm hơi nhỏ. Tôi nghĩ rằng sau này họ sẽ làm có vẻ lớn hơn. Song song với là cái có thể là nhiều khi họ bỏ luôn cả cái giải phím này. Họ sẽ tạo lòng toàn bộ là cảm ứng hết. Nhưng mà cảm ứng nó nhẹ nhàng hơn. Và nó sẽ như một miếng gương chẳng hạn. Thì nó không dính bụi. Hiện giờ thì những cái khe này nó vẫn còn dính bụi. Thì chúng ta đó là cho hiện tại là năm 2019, 2020 đi. Tôi nghĩ khoảng vài năm nữa thôi chúng ta sẽ thấy được cái công nghệ tương lai đấy. Và tôi cũng rất trông đợi vào điều đó sẽ biến thành hiện thực. Ở đây thì chúng ta thấy trở lại với cấu hình của máy. Với cấu hình quay 7 ra 16 GB, thuộc cái dòng chip rất là hữu hiệu này, thì chiếc MacBook Pro này đạt cái hiệu quả làm việc phải nói rằng rất là ổn định. Điểm đặc biệt là máy đã chuyển đổi sử dụng toàn bộ bằng USB-C. Hai cổng bên đây và hai cổng bên đây. Kim sạc, kim xuất, kim nhận. Đó là một những cái điểm mà USB-C rất là hay đã tạo ra, cho nên hầu như các những dòng máy cao cấp gần đây đã chuyển đổi hết toàn bộ bằng dòng USB-C này hết. Chúng ta thường hay gọi là Thunderbolt. Tiếng cơ bản chúng ta thường gọi là USB-C. Type-C. Ở đây tôi thấy hai cổng nè. Và bên phải hai cổng nữa. Và họ vẫn cứ giữ một cái rắc 3 ly. Bây giờ cái cổng này quan trọng, giữa headphone, micro nó phải bắt buộc phải có, nó không thay đổi được cổng này. Khi nhìn ngang thì chiếc laptop nó có cái độ mỏng là rất đẹp. Và đường nét nó duyên dáng. Với giá thành hiện tại tầm 38 triệu, bạn có thể chọn cho mình chiếc MacBook Pro đẳng cấp hàng đầu thế giới này. Rất là phù hợp với những công việc mà như là văn phòng, office. Những người làm việc cao cấp có thể cái giúp việc hoặc là chuyên môn có thể sử dụng cho những cái công việc nặng hơn và vẫn có thể giải trí một cách mượt mà. Điểm đặc biệt của dòng 2017 này được cải thiện ở đây là độ mát của máy, dù rằng họ thiết kế cái khe tản nhiệt rất là nhỏ, nhưng tuy nhiên thì họ sử dụng, đây là khe tản nhiệt, họ đã giấu ở đây rất là hay, rất là thông minh, chúng ta nhìn không thấy gì hết. Ở đây nữa, họ giấu đi rất là khéo, rất là nhỏ. Thấy không? Rất là nhỏ luôn. Tuy nhiên thì tản nhiệt rất hay và rất là mát nên chúng ta không cần lo. Và đó rằng trước đây thì những năm trước thì dòng MacBook thiết kế cái phần này hơi dở là máy rất nóng, họ không đạt hiệu quả về cái độ nóng. Về sau này thì họ cải thiện được điều này rất là hay. Nên chúng ta an tâm cho việc sử dụng chiếc MacBook đến từ hãng Apple trong những năm gần đây nhé. Các bạn có thể đến trực tiếp tại shop nơi chúng tôi đang làm clip tại số 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm chiếc MacBook Pro này. Hiện tại thì máy đã có phần mềm OS sẵn rồi. Chúng ta có thể đến để được tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt thêm cái phần mềm lên tinh nếu cần thiết. Rồi xin nói lại cái mức giá hiện tại tầm 38 triệu. Các bạn hãy search trên website chúng tôi để biết cái giá. Các bạn hãy chỉ ghi lên website chúng tôi, sau đó bạn gõ vào tìm kiếm. Bạn gõ chữ MacBook Enter là ra những cái mẫu như thế này. Nó có 4-50 mẫu tương tự như thế này. Bạn có thể chọn. Thì dòng này là dùng 2017 nhé. Với cấu hình nó rằng rất là đẳng cấp. Nên bạn có thể chọn lựa như thế này. Ngoài ra chúng tôi cũng có những cái mẫu phiên bản nhỏ hơn như là cái dòng gọn hơn cũng thuộc dòng 2017 nhưng là đời những cái đời 2017 nhưng dòng cái form nó là form 13 inch.
Ở đây chúng ta thấy hai kích cỡ. Chúng ta thấy không? Hai form như thế này. Nếu như các bạn cần một chiếc nhỏ gọn hơn thì chiếc này nó cũng tầm tầm 25 đến 30 triệu, bạn có thể chọn cho mình. Trên tay tôi cầm cho các bạn cảm nhận nó bao lớn nhé. Rất là vừa. Và độ nặng thì rất là nhẹ. Nhưng mà cảm nhận rằng nó rất là chắc chắn, nó giống như một chiếc iPad thôi. Nếu như chúng ta cần mua hàng trả góp, xin mời đến shop trực tiếp tại đây để được tư vấn bởi các chuyên gia đến từ ngân hàng sẽ hỗ trợ chúng ta mua trả góp. Nhớ mang theo chứng minh nhân dân và bằng lái. Các bạn có thể tham khảo những cái mẫu này một số nơi. Tuy nhiên thì chúng tôi khuyến cáo rằng chúng ta cũng có thể chọn lựa những nơi đấy. Trước tiên là chúng tôi đánh giá được là những nơi bán phải có những cái nơi kinh nghiệm cũng như là đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao để có thể hỗ trợ chúng ta sau khi mua hàng, cũng như là đảm bảo rằng cái chất lượng của máy nó như ý, nó phải đáp ứng rằng ít nhất cũng hay là như chúng tôi đang làm cho các bạn thấy. Ngoài ra thì ngoài cái mẫu này, bạn cũng có thể đến đây để được xem thêm rất là nhiều mẫu khác đến từ rất là nhiều thương hiệu như Dell, HP, Lenovo, những dòng đẳng cấp nhất thế giới chúng tôi đều có mặt ngày hôm nay. Với những mẫu ví dụ như HP Spectre, những con siêu mỏng như thế này, mẫu như miếng gương luôn, màu gold rất là đẹp, hiện tại đang có mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại.